lý do nên có một chú chuột hamster trong nhà. Nghe đồn nuôi hamster tốn kém lắm, tiền mua một mà tiền nó báo tới 10. Nhưng mà đôi khi thấy tụi này cũng giải trí lắm mọi người ạ. À, trước giờ chưa bao giờ có con chuột nào có kiểu leo trèo giống như con này. Nó cẩn thận dang hai chân hai tay ôm lấy cây cột rồi trượt từ từ xuống như đang chơi cầu tuột. Tuy nhìn hơi lạ nhưng lại rất mượt mà à nha. Đúng là hamster thành công luôn có lối đi riêng mà. Miễn sao kết quả cuối cùng là chạm được chân tới sàn nhà là ổn rồi. Chứng kiến cảnh này mà mấy cô sen ngồi xung quanh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười không chịu được. Nhìn chú chuột tỉnh bơ như chuyện này không có gì lạ. Chuyện thường ở huyện thôi mà có gì đâu mà mấy bà sen cười dữ ta. Người ta lết xuống khổ muốn chết, gian nan ngập tràn mà vừa mới tiếp đất chị gái đã bế bé hamster bỏ lên. Nghệ sĩ hài nhân dân hamster cũng biết mệt đó nha. Tuy nhiên thấy nuôi mấy bạn hamster cũng vui, nếu đang cảm thấy buồn chán thì nên nuôi một em nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.